Bạo Hoa Bất Tử chào bác sĩ, bé 7 tháng cho ăn thêm dầu ăn được chưa? Em cho bé ăn dặm được 6 tuần rồi, cảm ơn bác sĩ. Được ạ. Ăn được rồi bạn. Sau khi ăn dặm 4 tuần, khi bắt đầu chúng ta tiếp cận thêm món đạm cho con thì đồng thời các bạn cũng sử dụng thêm dầu ăn cho con được. Nói luôn về cái dầu ăn này, các bạn hoàn toàn sử dụng dầu ăn là cái dầu thông thường mà chúng ta nấu ăn ấy, không cần nhất định phải mang cái dầu khác cho em bé đâu. Nhiều mẹ là cho em bé ăn dầu gốc nhiều quá cũng không tốt, nó sẽ thừa bên beta-caroten và nó hay làm cho con của chúng ta là bị vàng da. Đây là cũng không muốn. Nếu như mà không ăn nếu nhiều quá, các bạn hoàn toàn dùng bình thường. Ví dụ như gia đình đang tra mỡ cho để dùng, mỡ heo để dùng thì dùng. Và gia đình đang dùng dầu ăn như dùng đậu nành ấy, thì cũng dùng cái dầu đấy để chế biến cho em bé, chứ không nhất định phải mua dầu riêng. Ví dụ các bạn mua cái dầu này, các bạn còn để ý là cái ví dụ dầu ô liu. Ô liu là có mấy loại, có cái loại thì nó chỉ dùng để trộn, mình nhớ không nhầm đúng không, là chỉ chế biến ở nhiệt độ thấp, tức là nó hay dùng cái chai dầu đấy để trộn salad, cái thức để ăn ấy, mà nó không phù hợp khi cho vào cháo nóng đâu. Hay cần xem cái hướng dẫn sử dụng ở chai, mình nhớ chính xác nó ghi cái tên gì thì quên mất rồi, nên là có cái đấy. Nên thôi để tránh phức tạp là các bạn cứ hoàn toàn dùng cái dầu đậu nành ăn uống bình thường ở trong nhà được, không phải phức tạp thế này các bạn. Em 1 tháng 10 ngày miệng cháu rất nắm bọt, cháu đi phân cũng rất nắm bọt, vậy là sao? Cái này hoàn toàn là bình thường. Bạn thấy nó nhiều nước miếng, nó cứ chảy nhè nhè nước miếng ra. Kiểm tra miệng của con, nếu không có cái nanh sữa gây sưng đỏ ở trong núm lợi, nếu không bị tưa miệng như kiểu lưỡi trắng hay vùng khoang miệng nó trắng, nó sạch sẽ ở trong miệng mà nó chỉ chảy nước miếng thôi thì không có vấn đề gì cả. Phân của em bé những tháng đầu này các bạn vẫn thấy bọt li ti nho nhỏ xíu ở trong phân, không sao. Miễn làm sao phân nó có cái tình trạng là phân có mùi chua thối, màu vàng hoặc là hơi ngả xanh một chút, được có bọt và đôi khi có nhầy, phân lỏng đi nhiều lần. Đấy là tính chất chung của phân em bé bố mẹ, không có vấn đề gì hết. Bạn Thảo Nguyễn, chào bác sĩ, xin bác tư vấn giúp chế độ ăn và uống sữa ngoài của bé 9 tháng, bé mới được có 7 cân. Cái này vì 7 cân ở 9 tháng phải xem xét cái mức độ của em bé trước đấy, xem nó liên quan ở yếu tố nào. Vì sao cân nó tăng chậm như thế này, ví dụ như là có sinh nhẹ cân hay không, ăn uống có thời điểm mấy trước đấy thế nào. Còn cái mức chung mà cho em bé 9 tháng ấy thì sẽ phải 9 tháng ấy là sẽ phải 4 lần sữa, 2 lần ăn. Tổng lượng sữa trong ngày của em bé là khoảng từ 600 đến 800, và mỗi lần ăn là từ 180 đến 200. Đối với em bé nhà bạn có 7 cân thì nó chỉ uống nhiều nhất là 600 sữa thôi và nó ăn. Còn nếu nhiều sữa hơn nữa thì nó sẽ không ăn được. Và chúng ta sẽ xem xét để cân nhắc cái này. Nó sẽ có 4 lần ăn, mỗi lần khoảng 150 ml sữa, và 2 lần ăn dặm, mỗi lần của nó cũng chỉ khoảng 150 thôi. Nó sẽ không ăn được nhiều hơn. Bạn Hoa Thiên Điểu, bác sĩ ơi, bé bị viêm loét họng thì chăm sóc bé thế nào? Nó có kiểu này, nếu mà các bạn đến phòng khám thì bác sĩ có thể chấm họng, chấm các cái thuốc sát khuẩn vào vùng họng của em bé. Còn nếu không thì bạn sẽ mua các cái chai xịt họng, cái chai xịt họng để xịt thẳng vào trong họng của con ấy ạ. Thường viêm loét họng như thế này bác sĩ sẽ sử dụng kháng sinh để điều trị cho em bé và kết hợp với chăm sóc vệ sinh họng, chấm họng trực tiếp tại phòng khám, hoặc là mua các cái chai xịt họng như là Baby Kit, nó có cái chai xịt họng đấy, hoặc Gonanin có chai xịt họng đấy. Lớn hơn thì nó còn nhiều loại lựa chọn hơn nữa, nhưng mà các bạn nghĩ là cái chai xịt họng để xịt thẳng vào sát khuẩn vệ sinh vùng họng thì nó sẽ nhanh khỏi hơn. Bạn Nguyễn Thanh Huyền, chào bác sĩ, của nhà em 8 tháng 8,5 cân. Tháng thứ 7 đến thứ 8 bé không tăng cân, vậy em làm thế nào? Bé ăn ngày 2 bữa, mỗi bữa 100 bột bú mẹ hoàn toàn. Kiểm soát lại cái lượng sữa của bạn. Có thể bạn sẽ đang bị thiếu sữa rồi. Em bé thì tháng thứ 7 đến tháng thứ 8, 2 bữa mỗi bữa 100 thì cũng tương đối ok, không có vấn đề gì quá. Nhưng mà kiểm soát lại cái lượng sữa mẹ, đôi khi là nó tự giảm ăn lượng sữa hoặc nó giảm cái lượng sữa mẹ đi rồi là bé không tăng cân. Là trong tháng tiếp theo này bạn sẽ phải tăng cái lượng ăn của em bé lên 120 đến 150 ml cho một bữa, mà trong mỗi bữa thì có 40 g đạm kết hợp với cháo và rau xanh cho em bé.
Bạn bạn Ngọc Trân, bác sĩ cho em hỏi, bé 10 tháng 20 ngày được 10 cân mà mấy hôm nay bé lười ăn, giờ em có nên bổ sung thêm gì cho bé không? Không, trong giới hạn khoảng 2 tuần mà em bé lười ăn, các bạn sẽ xem xét những cái yếu tố dễ liên quan nhất như là mọc răng, như là mới tiêm phòng, như là thay đổi thời tiết, là em bé sụt xịt, ốm khó chịu, chúng ta chưa dùng thuốc gì ngay, mà các bạn theo dõi em bé đã. Còn một cái lý do điển hình hơn nữa là nó pha chuyển 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 nhu cầu ăn uống của em bé, đến lúc này nó không còn muốn ăn các cái đồ mềm nữa. Nếu mà bạn thấy con có cái kiểu là ăn cháo mà nó cứ ngậm trong miệng, hoặc lúc bạn đút cho nó ngậm chặt miệng, nó không muốn há miệng ra để nuốt, nó cứ quay đi, hoặc khi đút vào được miệng rồi thì nó cứ ngậm trong miệng, nó không nuốt, nó không nhai, nó cứ ngậm chán thì nó mới nuốt, hoặc nó khóc lên nó mới nuốt xuống, hoặc nó muốn nhả ra, thì tức là nó không còn muốn ăn cháo nữa. Thì bạn cần chuyển cái phương án ăn cho em bé là tăng độ thô rồi tập ăn theo kiểu bé tự chỉ huy. Có thể tăng độ thô như là cơm nát để bạn xúc cho em bé, hoặc một bữa khác bạn kết hợp cái việc là em bé tự chủ động với cái việc ăn uống bằng cách tìm hiểu phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy thì nó phù hợp để tập cho con ở giai đoạn này. Bạn Nguyễn Hoài Thu, chào bác sĩ, con em 4 tháng bổ sung kẽm vitamin D như thế nào là hợp lý? Không có cái khuyến cáo chung về vấn đề bổ sung kẽm cho em bé ở giai đoạn 4 tháng tuổi. Chúng ta chỉ có khuyến cáo về vitamin D cho tất cả mọi trẻ từ 18 tháng tuổi trở xuống là liều 400 IU, kể cả trẻ là bú mẹ hoàn toàn hay là bú sữa công thức thì đều như vậy. Chúng ta đến câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Nhung. Bé em 9 tháng 7 cân, em thấy bé hơi xanh ở tai và da mặt, da bàn chân tay, cho em hỏi bé bị thiếu chất không ạ? Cái này nguy cơ rất cao là thiếu sắt ở những em bé nhạy cân như thế này. 9 tháng mà 7 cân là bị nhạy cân rồi, kiểm soát với chiều cao của em bé, xem cân nặng lúc sinh. Và đến thời điểm này thì có thể thấy em bé có xu hướng là nhạy cân, thiếu máu dinh dưỡng, thiếu sắt. Bạn trước mắt thì bạn sẽ cần bổ sung sắt cho em bé. Bổ sung sắt cho em bé với cái liều là 10 mg một ngày trong một tháng. Mình còn cần thêm một số cái thông tin này của em bé nhà bạn để kiểm soát về cái bổ sung sắt này, đó là em bé của bạn có làm sàng lọc sơ sinh không, có làm sàng lọc thalassemia, tức là cái bệnh thiếu máu tán huyết hay không, thứ hai là bệnh thiếu men G6BD hay không. Nếu không có hai cái vấn đề này thì rất yên tâm trong vấn đề dùng sắt, thuốc sắt cho con. Còn nếu không chưa xác định được hai cái vấn đề này thì trước khi bổ sung sắt cho con là tốt nhất các bạn sẽ cần có cái xét nghiệm là xét nghiệm máu cơ bản. Trong đấy là có công thức máu, chỉ số hemoglobin, xét nghiệm chỉ số sắt huyết thanh và cái chỉ số ferritin dự trữ, sắt dự trữ trong gan ấy, để xem là có chính xác là nguyên nhân thiếu máu do thiếu sắt hay không. Tránh một số trường hợp là nó có thiếu máu thực sự nhưng nó lại không phải do thiếu sắt thì bổ sung sắt nó không có tác dụng gì mà có thể gây hại cho em bé. Còn với cái cách bạn miêu tả em bé 9 tháng mà 7 cân, da xanh, các thứ niêm mạc và cái lòng bàn tay bàn chân nó nhợt thì cái nguyên nhân cái lý do khả năng cao nhất của em bé là thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt ạ.